có cái hình mẫu lý tưởng nào không? À, anh Quyền Linh bên bển chị. Thấy được chưa? Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Chị chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn có mặt hôm nay. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Lương. Tên đầy đủ là Lê Văn Lương. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ, em hiện tại là 32 tuổi. 32 làm nghề gì? Dạ, em hiện tại là đang quản lý bên kinh doanh ấy. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Xin mời bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn. Dạ, mình tên là Nguyên, năm nay 28 tuổi, làm nhân viên xuất nhập khẩu, chuyên về chứng từ. Nguyên 28 tuổi. Dạ. Ủa, quê Nguyên ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn chị. Rồi trong cơ quan rồi có nhiều bạn trai không? Cơ quan em cũng có mấy anh sale, nhưng mà mấy anh đó là có gia đình, có con hết rồi. Thường những cái ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em á là thích nấu ăn, thích làm bánh, em hay làm bánh lắm. Ngon không? Dạ, cũng ăn được. Bánh gì, bánh gì? Dạ, em làm cheesecake, làm bánh lăng, rồi rau câu, rồi nhiều loại bánh đó chị. Cái này được đó anh à? Dạ, cứ cuối tuần là vô bếp làm bánh thôi chứ không có đi hẹn hò. À, thì bây giờ vừa làm bánh vừa hẹn hò. Dạ, chắc cho ảnh làm chuột bạch. Anh Lương ơi, có thích ăn bánh không? Dạ, em thích lắm chị ạ. Nãy bạn nói là bạn quản lý kinh doanh. Dạ. Cụ thể là việc gì? Thì hiện tại thì quản lý kiêm giám đốc chi nhánh của công ty dược Covid. Thế còn Nguyên thì nãy là mình giới thiệu cái mặt mạnh của ha, còn những cái những nhược điểm của mình. Em là cũng có hơi nóng tính, với là em cũng hơi thẳng quá, cái gì em cũng muốn rõ ràng hết chứ không có lưỡng lờ con cá vàng. Nhưng mà mình duyên dáng như vậy, mình đã có người yêu chưa? Dạ, em cũng có hai mối tình rồi chị, nhưng mà cũng chia tay cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Dạ chắc cũng khoảng 2-3 năm rồi đó chị. Bên kia có hai mối tình, bên đây có mấy mối tình? Dạ, em thì có hai mối tình á. Cũng hai mối tình luôn? Dạ. Chia tay cách nay bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng được 2 năm rồi anh ạ. Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Do là cái tính cách không chưa được hợp nhau. Và cái là khác đạo nữa nên là... À vậy. Vậy theo bạn, người nào mới hợp ý của bạn? Em thì cũng đơn giản lắm. Người cao 1m6 trở lên. Cao 1m6 trở lên. Thân hình cân đối một chút. Rồi. Biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết vun đắp trong gia đình. Ở bên đây Nguyên muốn hỏi anh mà nãy giờ không dám hỏi là Lương là quê ở đâu? Em là quê ở Thanh Hóa đó. À, lấy vợ về xong rồi đưa đi về Thanh Hóa hả? Ở nào nó phát triển tốt thì mình ở. Vậy về quê vợ ở được không? Dạ chắc là không được ạ. Lý do tại sao? Giống như mình mà ở đó thì nó có gò bó. Gò bó không có gì mình... ai gò bó bạn. Nhưng nó cũng được thoải mái nhưng mà mình tự do ở... Ủa mà anh ơi, bây giờ em ở Sài Gòn rồi sao anh? Sài Gòn thì anh thích rồi em ạ. Vậy sao anh không thích ở quê vợ? Anh đang hiểu anh Quyền Linh nói là quê vợ là hiểu nhầm sang là ở nhà vợ. Vậy anh có nhà chưa? Dạ chưa chị ơi. Trời, anh không có nhà rồi, anh không ở nhà vợ nữa, giờ ở nhà nào? Hiện tại thì mình cứ thuê ở nào đấy rồi mình ở tạm đi. Cái gì mà anh không thích về người phụ nữ? Không thích xăm hình nè, nhuộm tóc nè. Không thích cái tính giống như một cái chuyện đó mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Rồi cam ràm á, phụ nữ hay dạ, đứng cam ràm đó. Mệt lắm. Thì em vậy như đó thôi đúng không? Dạ như đó thôi. Mình thích người yêu mình làm gì cho mình? Làm bánh. Cái mẫu người đàn ông bạn thích là người như thế nào? Dạ, em thích người cao hơn em khoảng 1m7. Tại vì em 1m65. Không có gia trưởng, không hút thuốc và không có vũ phu đánh phụ nữ. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng nào không? À, anh Quyền Linh bên bển chị. Thấy chưa? Thấy được chưa? Trời ơi, gì vậy? Nhìn nụ cười đó, nụ cười như hơi lên cao đó. Sảng khoái quá. Bạn kia bạn nói vậy rồi đó, mình thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, em muốn đáp ứng được khoảng 80% đó. 80% rồi. Kìa, có người kìm tìm kìa. Dạ, chào chị. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m74. 1m74 là vượt chỉ tiêu rồi ha. Dạ. Mà hiện giờ là anh ở với ai? Em ở với là ông anh ạ. Còn gia đình còn ở ngoài quê hết? Gia đình ở ngoài quê hết rồi chị. Bên đây người ta nhuộm tóc đỏ lòm mà sao mặt rất duyên dáng, có điều nhuộm tóc thì về không thích thì nhuộm đen lại thôi đúng không anh Linh? Dạ. Yeah. Đẹp mà. Tại vì mình có định kiến không thích nhuộm tóc là sao, phụ nữ người ta làm đẹp chuyện bình thường. Em thì dễ thay đổi lắm chị. Dạ. Thôi anh ba phải. Ủa người dễ thay đổi vậy là có lập trường đâu hả anh? Khi mà mình biết cái nhuộm tóc đó thì cái ấn tượng ban đầu không tốt nhưng mà mình có thể mình sửa được. Giờ lỡ người ta có xăm nơi bắt dế những cái con bướm rồi sao? Xăm là không chịu rồi.
Bây giờ là không thấy, bây giờ cưới về mới thấy rồi sao? Cưới rồi mới thấy rồi, thôi xong rồi chị. Là bỏ luôn hả? Hay là ván đã đóng thuyền rồi? Ván đóng thuyền rồi. Ván kia nay đà đóng thuyền rồi. Lát nhớ kiểm tra nhưng à, tôi thấy có rồi đó. Có không? Để anh lo cái vụ này cho. À, kiểm tra nha. Rồi anh kiểm tra vô. Trời đất ơi, thiệt hả? Dạ. Nhờ tôi thiệt hả trời? Kiểm tra, kêu kiểm tra nha. Dạ em chào anh Quyền Linh. Ôi, nói cái đồng tiền sao mà như cái giếng vậy ông ơi. Khen qua khen lại nữa. Má trời đẹp vậy trời. Này có thẩm mỹ không? Dạ có không. Có lỗ nghe má gì không? Dạ không, tự nhiên anh. Sao mà nhuộm tóc đỏ khe vậy? Hả? Bởi vì anh bên kia không chịu nhuộm tóc à. Về xóa đi. Thôi em thích màu này. Ví dụ giờ yêu quá rồi anh bắt phải xóa đi rồi có xóa không? Dạ không, anh yêu em thì anh yêu trọn vẹn chứ làm sao bắt em theo anh. Dạ đâu. Bắt buộc anh phải kêu là xóa luôn, bỏ màu luôn thành màu đen chịu không? Màu đen thì chịu. Không xong rồi. Dạ không. Rồi rồi. Có xăm không? Dạ không. Có. Ủa mà giờ có thì sao? Có mà chịu không chịu. À, dạ không có xăm. Không có xăm không? Dạ. Thiệt không? Thề. Trời ơi, gì chưa chân thề luôn. Tình luôn. Thề ha. Rồi yên tâm rồi, không có xăm. Anh kiểm tra hết rồi. Dễ thương. Cái hù người ta. Nó có lỗ rồi nói. Ta chứ. Chưa gì chân thề nôn quá. Hả? Nôn quá. Nôn nôn hả? Nôn nao rồi. Nôn nao. Bây giờ cơ quan em quản lý nhiều cô đẹp sao không quen ở cơ quan mà tới đây làm gì? Có gia đình hết rồi. Có gia đình hết hả? Dạ. Có nhóm bạn đi theo hả? Đúng rồi. Tao đi hỏi nhóm bạn coi. Chào các bạn. Vâng, chào anh Quyền Linh ạ. Anh dây mà nó không có người yêu là sao? Vâng, thưa anh Quyền Linh là anh Lương thì mấy năm vừa rồi là cứ mải miết với công việc. Đây là ba bạn cùng làm một công ty. Là lính là của anh hết hả? Dạ, em là lính của anh Lương đấy ạ. Lính mà dễ gì em nói xấu sếp. Vậy hỏi chi? Đẹp trai gì mà dễ gì không có ai theo. Đừng có gì giả bộ tôi làm mai xong rồi mai tự nhiên có người đánh ghen mệt lắm nha. Có người yêu cơ quan không? Dạ không anh ạ. Chắc chắn ha? Dạ chắc chắn. Bắt tay cái coi. Dạ. Thề giống bên kia đi. Thề luôn ạ. Thề luôn. Thôi. Hai bên thề luôn rồi. Bây giờ mình kéo màn cho hai bên gặp lại nhau đi. Chứa gì đã thề. Hồi hộp chờ đợi. Một, hai, ba. Quay qua bên kia. Trời ạ. Đó. Em chào em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trời, hai người cao bằng nhau luôn. Thấy em xinh. Ồ, má lúc đồng tiền này giống chị Cát Tường. Ồ. Dạ em cảm ơn anh. Giống Cát Tường ế với lại em. Em đến đây tìm người yêu mà anh. Thôi có bạn cơ quan làm Mai Cát Tường luôn đi. Anh cho em hỏi là anh có biết làm việc nhà hay nấu ăn gì không ạ? Ồ, anh biết làm. Mấy công việc đó thì anh làm được. Dạ, anh biết san sẻ công việc với vợ đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thế anh hỏi khi mà quen nhau thì bao lâu thì em có thể là kết hôn, lập gia đình được ạ? À, em cũng lớn rồi đó. Nếu như được thì mình tìm hiểu rồi khoảng vài tháng hoặc 6 tháng. Dạ, anh thích cái điểm này. Dạ, em không muốn lâu dài đâu anh. Tại vì nhiều khi lâu dài con người ta hay thay đổi lắm. Ồ, vậy hả? Dạ. Thời gian ở trên này nó 2 phút thì mình không có hiểu nhau được. Thì anh cũng mong là mình có thể mình gặp ở ngoài để mình có thể hiểu nhau hơn. Chưa gì hẹn ngoài. Ai cho hẹn ngoài? Hẹn đây chưa xong. Hẹn đây chưa xong hẹn ngoài gì? Dạ. Hẹn ở đây. Dạ. Tiếp đi. Suy nghĩ của anh về tình yêu hôn nhân sao ạ? Đó là cái sự hai người đồng cảm biết chia sẻ cho nhau. Dạ. Anh có kiểu như là anh có hay lén phén hay là giống như có người yêu rồi nhưng mà anh hay có so sánh người yêu anh với người phụ nữ khác không? Ờ, cái này thì anh không em ạ. Dạ. Ừ. Dám nói có. Giờ còn 30 giây nữa hả? Nói một câu thiệt là ngọt ngọt, tôi nói mát như đường cát, mát như đường phèn coi. 2, 3, bắt đầu. Cái này thì mới hôm nay là cơ hội để mình quen nhau thì cái gì cũng phải từ từ đúng không ạ? Thì hôm nay thì có cơ hội rồi mình ra ngoài mình cũng là làm quen. Mình ra ngoài mình làm cái gì ra ngoài hoài vậy? Rồi mình tính chuyện trên đây, tỏ tình trên đây nè, làm gì đi để cô quyết định cô bấm nút hay không mới có ra ngoài chứ. Hát bài đi. Hát bài đi kìa, dưới đồng nghiệp kêu hát bài kìa. Em sắp bài làm vậy nhé. Quá dữ. Làm vợ anh nhé, anh sẽ có một bờ vai thật rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở mang đến cho em. Thôi không hát được đấy. Em đã cố gắng hát bài này với mấy người rồi. Dạ em là được tin đó.
Thiệt không? Thiệt luôn đây. Chắc như đi đóng cột đó. Rồi hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Đó, chuẩn bị nha. Suy nghĩ thật kỹ quyết định nha. 1 2 3 Hay quá rồi. À, bạn trai hồi hộp không? Dạ em hồi hộp lắm ạ. Nếu bạn nữ không bấm thì sao? Dạ không nắm thì em buồn ạ. Nãy anh đòi nắm tay đâu, giờ nắm tay thử coi. Sáu tháng cưới luôn hả? Dạ đúng ạ. Được không? Dạ được. Nôn quá rồi đúng không? Gửi tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Đây, tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Chúc hai người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Và tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh Cường Linh với lại chị Cát Tường. Rồi, hai người nắm tay đi xem phim đi. Dạ. Nắm tay dẫn đi coi phim, đúng rồi. Em thích người con gái dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Dạ vâng. Cặp đôi đầu tiên thành công rồi. Thành công rồi, vậy là quá vui rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp thứ hai. Cứ thế mà tiến lên, Hạ Mang. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là gì? Em tự giới thiệu. Em tên là Bích Quyền, em năm nay 25 tuổi. Em là nhân viên kế toán, em làm ở công ty di động H5 Mobile chị. À, H5 Mobile. Rồi, mình đợi coi bạn trai mình hôm nay là ai nha. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị Cát Tường và chào người bạn đấy. Chào bạn. Dạ. Bên kia tên là Bích Quyền. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Lê Văn Trường. Em hiện tại là quê ở Thanh Hóa và hiện tại đang sinh sống và làm việc. Vậy không nghe gì trơn vậy? Nãy đi chung với anh kia hả? Dạ không. Thanh Hóa vào Thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vừa vào hôm qua. Vào hôm qua? Cái gì? Mới qua chạy vô đây vô luôn kiếm vợ vậy đó hả? Dạ, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Dạ. Ở Thanh Hóa làm việc ở Hà Nội, vô Thành phố Hồ Chí Minh kiếm vợ. Chứ đi xa vậy. Ủa là hôm nay vô đây là để tham gia chương trình mà muốn hẹn hò thôi hả anh ơi? Không ạ, tại vì em theo dõi chương trình rất nhiều và em thấy rất là có ý nghĩa. Mà em thì hiện tại chưa thể tìm được người như ý của em mong muốn. Thì em đã đăng ký tham gia chương trình nhờ chương trình tìm một cái người mà em đã gọi là liệt kê sẵn. Liệt kê rồi hả? Đâu liệt kê? Sao sao? Kể nghe dùng liệt kê coi. Thật là em thích những người gái miền Nam á. Thích gái miền Nam. Tại vì giọng nói rất là dễ thương. Dễ thương không? Ngào. Cỡ chị Cát Tường không? À, chị Cát Tường miền Trung ạ. Ở miền Trung hả? À, em thích người con gái dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Da trắng, má hồng? À, dạ vâng. Dịu dàng, thướt tha, da trắng, má hồng. Thân hình cân đối. Quyền có thích quen với bạn trai ở miền Bắc không? Dạ không, em thích trai Sài Gòn. Người căng rồi nha. Căng rồi đó, vô là thấy câu mở đầu. Mới vô gặp mâu thuẫn rồi ta. Mình giới thiệu về mình trước đi. À, lỡ anh cũng đi ngàn dặm xa xôi đến đây đúng không? Mình phải cho mình cơ hội để kéo màn còn tìm hiểu nữa chứ. Dạ em thì nhiệt tình, vui vẻ. Nói chung là sống tình cảm. Chỉ vậy thì ưu điểm có gì nữa vợ? Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em hát dở lắm. Hát dở cỡ nào? Hát thử nghe coi nó dở cỡ nào. Dở lắm anh ơi, ai nghe cũng sợ. Kệ nó, thử anh nghe. Biết đâu cái đó ấn tượng sao? Em không thuộc bài nào anh ơi. Hát đỡ cỡ 2-3 câu cho anh Linh anh biết. Đúng rồi. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Thôi em hát. Trời ơi, bài đứa 3-4 tuổi hát cũng được mà em hát chưa đúng lời. Đúng rồi em hát. Chưa đúng nhạc nữa. Thế mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ lúc trước em có quen 2 người chị. Một người lúc thời còn đi học á. Còn một người thì mới chia tay đây cũng khoảng 2 năm. Chia tay 2 năm? Dạ. 2 năm nay là không có ai đeo đuổi mình sao? Như cũng có người này quen qua quen lại nhưng mà không có hợp chị. Bây giờ mình đã muốn lấy chồng chưa? Cũng muốn rồi chị. Bây giờ anh bên kia anh đầy đủ yêu cầu hết á thì mình có cho nhau một cơ hội không? Em không biết nhưng anh nói sao á. Xa đâu có sao đâu. Ta nói thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà xa cái gì. Mà cái mẫu người bạn thích là người như thế nào? Cho em thích là con trai nè, cao khoảng 1m7 nè, vui vẻ. Bạn này cao 1m75. Nói chung là nó nhiều xíu. Nó nhiều? Dạ. Em ít nói nên thích người nó nhiều. Ủa sao kỳ vậy bạn? Thương bù qua sức lợi anh ơi. Bạn mình thì ít nói quá nè. Công việc cụ thể bạn là hàng ngày làm gì? Dạ, em hiện tại đang là kỹ sư cơ khí, nghĩa là em làm bên đại lý bán hàng dịch vụ cho nhà sản xuất máy, làm bên
cả máy móc công nghiệp. Máy móc công nghiệp. Dạ. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Nói chung là không thích đàn ông hút thuốc, gia trưởng, ăn mặc bê bối. Mình có cái mẫu người lý tưởng nào không? Thích Lý Hải chị. Anh Lý Hải ca sĩ hả? Dạ. Thầy giống Lý Hải nè. Giống mà. Hả? Giống giống Lý Hải á. Đến chương trình có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có em gái đi cùng. Đâu em gái em đâu? Chào em. Dạ chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh. Em tên là gì? Dạ em tên là Xuân Tài chị. Em ruột của Quyền hả? Dạ đúng rồi chị. Thấy anh bên kia sao? Dạ thấy anh thì nói chung là cũng hiền cũng dễ thương. Cái vụ mà chị nói không có chịu ngoài người Bắc em nghĩ sao? Thấy có cứu vãn gì được mối tình này không? Em thấy quê ở đâu cũng được nhưng mà chị thích là phải lập nghiệp ở Sài Gòn. Nói chung là có nhà ở Sài Gòn để chỉ cho công việc của chị thì ở đây. Đủ giờ Hà Nội ta giàu quá rồi, giàu luôn mấy chục cái nhà luôn không ra hả? Mua Sài Gòn chi? Giờ sao ở Hà Nội sao quen anh? Ủa quen quen bình thường. Quen sao đi chơi anh? Thì ra Hà Nội đi chơi. Em mới đi làm. Thì bây giờ mình chỉ cưới quen cái được là mình cưới luôn. Chưa tìm hiểu sao cưới chị? Cần cái gì tìm hiểu gì nữa. Bà này bà khó dễ sợ luôn vậy đó. Phải khó anh. Hả? Thử giờ yêu nhau trong đây mà anh về Hà Nội là đám cưới đi không? Thì tại yêu thì trong đây bắt buộc ra ngoài. Còn giờ chưa yêu mà anh ở ngoài nữa. Vậy là hiểu rồi. Ngại thời gian hẹn hò không có chỗ đi. Ngại hẹn hò thôi đúng không? Tức là yêu trong đây nếu mà chịu đồng ý đám cưới xong là ra ngoài ở được cái gì? Thì cái đó để suy nghĩ lại. Khó quá trời khó luôn thiệt. Thì bây giờ ông ấy để chị thương lượng coi. Giờ mỗi tuần là tuần ảnh vô thăm em, tuần em ra thăm ảnh, thăm qua thăm lại khoảng chục lần đám cưới luôn. Rồi ra ngoài ở quản lý làm việc ở ngoài. Bây giờ để hỏi coi có tiền đám cưới không nè. Dạ sao chị? Sao em giờ công việc ngoài kia ổn định lắm hả? Dạ vâng thì em cũng khá ổn định ngoài đấy rồi. Khá ổn định ngoài xong ở ngoài kiếm vợ luôn đi rồi vô đây làm chi được. Thì em gọi là thích. Người Việt Nam mà. Nhưng mà em chưa bao giờ có cơ hội gặp người Sài Gòn à. Có nghĩa em cũng hay công tác ở Sài Gòn. Nhưng mà em cũng chưa thể gặp được. Đó rồi bây giờ dạ. Chị đưa ý kiến cái vụ hẹn hò vậy đó. Nếu mà em thấy cũng hợp thì nếu hai người thấy hợp thì em sẽ cố gắng là một tháng em vào một lần. Tháng vào một hoặc lần. Hoặc là họ có thể rồi lại đổi lại người đó thì ra Hà Nội. Rồi thí dụ như giờ đem cổ ra ngoài thì có tìm được việc đồ gì cho cổ làm không, hay là cổ ra ngoài rồi cổ làm cái gì? Việc thì trước tiên thì tùy theo khả năng của mình tìm, còn không thì người phụ nữ mà không sao cả. Ở nhà chồng nuôi? Vâng, không sao có cả. Nhà chưa? Tại em thì hiện tại chưa, nhưng mà trước khi cưới vợ thì em cũng mong muốn mua một căn nhà nhỏ. Mà muốn khi nào cưới? Thí dụ giờ được lẽ đi ra đi vô hoài. Em thì xác định thì em muốn tầm tuổi 29 tuổi. 3 năm nữa không lẽ giờ quen nhau 3 năm mà một tháng đi vô một lần tìm máy bay sao chịu nổi? Dạ không sao. Không sao? Dạ. Cái hình mẫu lý tưởng nào mà bạn thích á, ví dụ như hình mẫu lý tưởng giống em thích thì đó. Giống diễn viên Nguyệt Ánh. Nguyệt Ánh? Nguyệt Ánh. Cũng giống lắm á, giống. Nhưng mà giống là giống lý tưởng cho vui thôi chứ mỗi người một nét không có so sánh được giống đúng không? Giống Nguyệt Ánh y chang có mái tóc. Chị thấy rất là có thành ý. Em nghe nãy giờ em nghe rồi, chị đâu cần nói lại đúng không? Chúng ta sẽ kéo màn lên ha. Để cho cô ấy gặp đi. Cảm ơn. Mỗi tháng vô một lần 3 năm cưới luôn. Có nhà trước khi cưới đàng hoàng nha. Mỗi tháng vô 3 năm vô liên tục vậy bán nhà luôn á. Em... Chuẩn bị. Mời hai bạn. Chào anh. Tặng rượu. Mình đảm bảo. Dạ em cảm ơn. Thấy người ta chu đáo chưa? Hoa mà để vô cái hộp mình để giữ cái hộp luôn đi. Bỏ hoa vô cái hộp mới đẹp. Tặng cô khác là không có hoa, tặng cô khác nữa. Cái hộp đẹp hơn hoa. Em soạn cái hộp đẹp vậy mà tới hồi em tặng thì em lại lấy ra để cái hộp lại. Dạ em không biết thì em ngỡ là phải tặng hoa thôi. Ý không phải hoa thiệt. À không hoa thiệt, hoa sáp. Hoa sáp là hoa là sao? Em cũng không biết. Đẹp quá, hoa sáp. Cảm ơn nha. Vô nhi, của người ta. Vô. Hả trời ơi, thấy đẹp quá tôi lấy luôn. Quá đẹp. Anh nói với em nghe nha. Chưa thấy chàng trai nào mà chuẩn bị kỹ lưỡng gì đó. Mua mà không mua qua thiệt, mua qua sáp á. Sợ héo đó. Là tình yêu nó không bao giờ phai mờ theo cái qua sáp này. Để ngàn năm nó cũng hư nữa. Là kỹ lắm á. Anh thiệt, anh là anh gái anh chọn liền luôn á. Rồi, 2 phút tâm sự. Thế lúc nãy cũng có nói chuyện là em không thích ở xa. Hiện tại thì anh đang ở Hà Nội. Thì Sài Gòn thì anh chỉ là công tác thôi. Đó mà mình đồng ý á. Thì anh sẽ vào một tháng làm lần. Một tháng nhau rồi. Một tháng thôi, tại vì anh ngoài Hà Nội cũng khá là bận. Dạ. Thì nói chung tại anh ở xa quá, mình tìm hiểu thì nó cũng khó lắm. Nếu mà hôm nay, nếu mà em tạo cho chúng ta một cơ hội thì anh nghĩ là ngày hôm nay sẽ rất là khó quên. Dạ. Quan điểm của anh về hôn nhân á, gia đình là như thế nào?
Anh chỉ thích người chung thủy thôi, anh không thích người phụ nữ mà không chung thủy, mắt đưa tình. Cái đó thì em không có, nhưng mà em thấy anh nãy yêu cầu của anh cũng cao lắm. Đâu cao gì biết, đâu biết có, em có đạt yêu cầu không? Anh nhìn thấy em có mắt rất đẹp và mũi rất đẹp. Cảm ơn anh. Nhưng chưa thấy ai nhiều chuyện bằng hai ông bà này. Nói chuyện đứng cứ nhìn hoài. Thì thích thú người mà sợ cũng không anh chọn anh, tiếp. Anh có sở thích gì? Hiểu không? Anh có sở thích à? Sở thích là đá bóng, rồi hát hò, rồi đi du lịch. Em hát dở lắm anh. Anh thì thích giọng Sài Gòn với miền Trung, cho nên anh rất thích những ca khúc mang giai điệu trữ tình. Thôi hát đi, hát tặng đoạn đi em. Hát tặng đoạn luôn. Gặp nhau cái thuở ban đầu, áo xanh áo ở xanh mà em mặc một màu thiêng thanh. Ràng em đẹp tựa trong chăn, mà trong đôi mắt duyên lành của nửa đôi. Bữa sau em mặc áo vàng, áo em áo. Nhiều đó thôi, nhiều đó để tiếc. Nhiều đó thôi. Hay. Hay hơn cháu ba nãy nhiều. Không biết tại sao anh có sở thích là rất thích người miền Trung và miền Nam. Sao kể sao anh thích người Hà Nội? Tại vì ở Hà Nội anh cũng có quen, nhưng mà anh không thấy hợp, cho nên là anh cũng không muốn làm khổ người ta, cho nên là anh cũng không muốn đồng ý. Bỏ cái vụ ngoài Bắc ra đi. Bây giờ em cảm nhận bạn trai này như thế nào? Về vùng miền thì bỏ qua, còn mọi thứ em thấy anh cũng ok. Quá ok chứ. Lấy nhau mà anh muốn em sinh cho anh mấy đứa? Thì anh muốn mấy đứa. Thì anh thì quan điểm hiện đại nó chỉ cần hai thôi. Chỉ hai là đủ. Em thích nhiều con. Nhiều thì vô tư thôi. Sao? Thí dụ mai mốt em theo ảnh ra ngoài lập nghiệp luôn, hỏi ảnh bao lâu cho anh em về thăm nhà một lần, thí dụ vậy. Ủa, thoải mái. Nhưng mà vấn đề có đủ chi phí đi đi hoài. Thì tất nhiên thì đã nói thì mình phải thực hiện. Dạ ok. Có lấy nhau sớm hơn được không? 3 năm đi tốn tiền tới máy bay lắm. Đấy tùy em, gia đình anh thì là mẹ bố mẹ anh cũng dục, tại vì anh còn trưởng. Bây giờ em nói một câu gì chinh phục cổ cuối cùng mà suy nghĩ 30 giây. Suy nghĩ nha. Nói sao để có bấm nút á. Nói sao có bấm nút nè. Suy nghĩ đi, bắt đầu. Anh yêu cái ấn tượng về mặt ngoài trước thì anh nghĩ là nếu mà tạo điều kiện cho nhau cơ hội, nghĩa là không lo khoảng cách xa, nghĩa mình có thể đi được, thì hôm nay nếu mà em đồng ý, hôm nay không bao giờ anh quên, thì anh sẽ bấm nút. Rồi tới em nói đi. Em hả? Chút nữa anh biết kết quả. Rồi hết thời gian. Thời gian dành cho hai bạn chỉ có trong 3 tiếng đếm thôi. 3 2 1 Cảm giác của em bây giờ như thế nào? Em rất là vui em gặp người. Đó, nhìn cũng giống người ảnh. Có mặt nhỏ dễ thương. Em rất là thế còn Quyền, Quyền cảm giác như thế nào? Chừng thấy ảnh cũng đẹp trai. Thì là được rồi. Mình nắm tay nhau cái đi. Nó tình cảm ta đi xa. Ủa, lắm á. Nói này nắm vậy. Nắm chứ đâu phải bắt đâu mà. Nắm tay chặt tay nhau coi. Nãy giờ tôi lo thiệt, lo muốn chết luôn vậy đó. Bạn đi tỏ tình mà tôi lo giùm á, thật sự. Tôi rất là thích. Anh nói thiệt với em nha, đây là chàng trai rất là bản lĩnh. Anh ấy tính của anh ấy là vững vàng đấy, lập trường chắc đấy. Nói thiệt với em, ai mà tỏ tình với chị mà ở xa mà nói mỗi tháng anh vô thăm em một lần là chị đồng ý liền luôn. Chị nãy giờ chị cứ lo em không có nhấn nút. Anh nhớ một câu này nè, là nếu như em đồng ý nhấn nút thì ngày này anh sẽ không bao giờ quên tặng cặp vé dành cho hai bạn. Gửi cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn được nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Dạ, đi xem phim liền cho chị. Đừng rời xa nhau nha. Công tình nãy giờ tôi nói vô muốn chết rồi, bỏ với em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Em có mấy mối tình rồi An? Em ăn nhiều anh. Nhiều là nhiều. Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thì em học cái đó. Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói. Xin mời nhà gái. Wow. Trời ơi, cưng quá vậy trời. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. Trời dễ thương quá.
Bây giờ mình giới thiệu về bản thân đi cưng. Dạ, xin chào khán giả trong trường quay, xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, xin chào bạn nam có mặt ở bên kia. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại em là nhân viên văn phòng ở quận 1, quê em ở Cà Mau. Quê ở Cà Mau hả? Dạ đúng rồi ạ. Vậy nhìn cứ tưởng em là giống như là ở trên cái miệt mà ở trên cao cao á. Tại vì cái nét của em là giống cái cô hoa hậu Hờ Hên. Hờ Hên. Dạ, ai cũng nói vậy hết trơn á cô. Rồi, mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thành An, hôm nay 36 tuổi. An làm nghề gì? Dạ, lái xe với dạ yoga. Dạ. Yoga bình hay là yoga? Dạ, yoga tập á. À, yoga tập hả? Dạ. Anh tưởng đâu nó nghe cho nó rõ ha. Ủa sao thầy yoga mà cục hơi bị yếu quá vậy cưng? An. Hơi yếu nhưng sức khỏe cái mạnh. Cục hơi mình phải đúng bật rồi. Ra. Mạnh phải có nội lực phải không? Ồ, giống như là anh Quyền Linh vậy đó, anh đâu có tập một miếng thể thao thể dục nào đâu. Anh là thầy bơm ga. Rồi, em làm ở quận mấy? Dạ không, em ở Vũng Tàu anh. Vũng Tàu hả? Dạ. Vũng Tàu rồi đi tham gia chương trình luôn. Dạ. Cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, chắc điểm mạnh của em thì chắc có trên 10 điểm. Trên 10 điểm luôn. Dạ, tại vì cô thấy là em khá tự tin. Thì nói chung cái điểm mạnh có thể dễ thấy nhất của em là em rất là vui vẻ, hòa đồng. Ngoài ra là em có tinh thần rất là chịu khó học hỏi. Có nghĩa là nếu mà người mà em thương thì người đó muốn cái gì thì em sẽ chịu thêm học cái đó. Vậy đó hả? Thì cái đó giống như là điểm mạnh của tất cả các điểm mạnh này cô. Dạ. Rồi còn cái điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì mọi người có thể nhận thấy rõ là cái giọng của em nó hơi giọng nam trầm. Cho nhiều khi em cũng không có tự tin với cái chất giọng này. Có nghĩa là khi nói chuyện điện thoại á thì người ta hay xưng em bằng anh. Cái trời kiểu ơi, như vậy. Cưng à, cái giọng của cưng nó còn trong khe hơn cái giọng của chị nhiều. Giọng của chị là giống như là 100 người nói chuyện điện thoại là đều nói dạ anh ơi em đang có dự án này. Dạ, nhưng mà mình cũng tụt mút cô. Không, cái đó không phải là điểm yếu. Điểm yếu thứ hai là em cũng không có khéo tay lắm. Cũng yếu đó. Cũng ít nấu ăn. Điểm yếu thứ ba của em là em cũng hơi nóng tính đó. Có nghĩa là khi mà có cái việc gì đó thì cứ sừng cồ lên cái đã. Rồi từ từ tâm mình mới dịu lại. Vậy ha, cái sừng cồ là cỡ nào? Thì chỉ có mắt trợn to tròn trợn lên mắt cô. Lên rồi hét lớn lên không có hét đâu cô trợn không xong hét. Rồi sau đó nó rụi lại vậy hả? Dạ. Còn bây giờ em nè, em có thấy mạnh và điểm mạnh điểm yếu gì? Tức là em thì dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng chợ búa thì những cái điều đó em làm được hết. Thứ hai thì em có thể là chơi những cái môn thể thao đá bóng hoặc là thể hình hay là đá cầu. Anh chơi thể thao là anh chơi có thường xuyên không vậy anh? Tại vì hầu như đá cầu là ngày nào cũng phải đá, có khi một ngày đá 2 buổi. Còn thể hình thì vẫn duy trì hàng ngày. Anh đẩy ngực được bao nhiêu ký anh? Trước đây thì đẩy khoảng 1 tạ 2, chứ bây giờ thì khoảng phân nửa là 60 ký. Nói chung ảnh là người thể thao, tại vì thầy yoga mà. Con người cũng rất là khỏe ha. Em có mấy mối tình rồi An? Em hả? Nhiều anh. Nhiều là nhiều. Nhưng mà 7-8 người gì đó đi. 7-8 người rồi đó. Dạ. Mối tình nào dài nhất? Dạ, mối tình sau này là 4 năm. 4 năm? Dạ. Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là vài tháng. Vài tháng? Dạ. 7-8 mối rồi đó. Tại sao 4 năm mà mình chia tay nhau? Lúc quen thì cái người đó không có nói thật. Sau khi 8 tháng sau thì em mới phát hiện người đó có một cái đứa con. Thì em cũng vẫn chấp nhận, nhưng mà vô tình em nhìn thấy cái điện thoại của cậu có những cái tin nhắn qua lại với cái người đó đó. Thì em mới hỏi thì cái người nhắn tin là như thế nào, thì cậu mới nói là bồ cũ của cậu. Thì em nói nếu mà còn qua lại thì bây giờ em giải quyết xong đi rồi ra Vũng Tàu của anh, còn nếu không thì mình chấm dứt. Cái cô gái bên đây á, cô rất là cá tính. Em có thích mẫu người phụ nữ mà mạnh mẽ và cá tính không? Tức là em thích cái người nào mà dạng ăn dạng nói không, cái biết cái đúng cái sai thực tế. Em có mấy mối tình rồi? Chỉ là mối tình hôm qua một mối duy nhất cô. Tại vì thiệt không vậy? Em nói thiệt, tại vì một mối duy nhất. Tại vì em cũng thích về thiền á, em cũng thích về tâm linh, cho nên thành ra là tần số của em rất khó bắt sóng. Vậy đó hả? Em đúng rồi. Cái người đó là quen nhau chính thức luôn chỉ hay là chỉ thoáng qua? Chỉ thoáng qua bạn bè thôi cô. Trời tại đất vì... ơi, vậy luôn á hả? Tại vì nếu có quen là em có đẹp vậy nè mà biểu một mối tình thoáng qua thiệt, là sao? Em nói thiệt luôn. Tại vì phải bắt đúng tần số của em á, em mới chịu. Có nghĩa là bạn bè thì có thể open, có thể ai cũng được, nhưng mà về bạn đời hay là chồng hay là như thế nào đó thì phải đúng tần số, phải bắt cái tần số. Thôi mối tình thoáng qua thôi chứ chưa có chưa sâu đậm gì hết luôn. Dạ, chưa sâu đậm gì hết. Bao nhiêu năm?
À, chắc cũng khoảng có 5-6 tháng ạ. 5-6 tháng cũng phải thoáng qua đâu. Nói chung là cũng có một mối tình rồi, cũng có trải nghiệm tình yêu. Anh bên đây thì hơi nhiều chút xíu. Trường hơi dày dặn phải không anh? Có 7-8 người chứ mấy. Rồi bây giờ muốn cái người đó là phải như thế nào? Thì em cũng mong muốn là bạn nam bên kia thích chơi thể thao. Rồi, à, có. Rồi, thể thao quá trời. Body săn chắc một xí. Săn chắc luôn. Chắc chắn quá, yoga săn là chắc. Săn chắc rồi. Biết tập tạ là một điểm cộng. Biết tập tạ luôn. Mà đẩy tạ luôn đúng không? À, với hơn nữa là về mặt mày thì cũng không đòi hỏi gì chứ. Chỉ cần là có đôi môi sexy thì càng tốt. Đôi môi sexy. Đôi môi có đôi môi nào được sexy không? Đôi môi sexy không? Sexy là cái môi nó phải hở, dày hở ra, nó dày ra đó. Cái môi nè, cái môi phải dày, phải mỏng, đánh xong bóng á. Sexy. Dày mỏng xong là lâu lâu nhếch mép lên vậy nè. Không được. Môi sexy. Môi bể. Môi sexy nói là chứ, sao ta? Cái môi sexy là vậy nè, đúng không? Đúng không nha? Môi cái tèo môi gợi nó bể, bể xuống nè, cái môi dưới nè bể xuống như nè. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Môi giống như môn Tuấn Anh nhà tôi á. Exactly, chính xác luôn á cô. Chính xác không? Chính xác không? Đó, gọi là môi sexy. Giờ bây giờ tôi mới biết đôi môi của Lê Tuấn Anh là đôi môi sexy. Đúng rồi. Rất không? Nhiều phụ nữ nói cái câu đó với ông Tuấn mà. À dạ. Môi ừ. Hèn chi bà mê Tuấn Anh. Môi sexy. Ủa. Mắc cười quá. Thì cô thấy đó cũng đâu có đòi hỏi cao phụ về ngoại hình ai không vậy đúng không cưng? Dạ đúng rồi ạ. Ủa sao kỳ ta? Ta mê cái gì sexy thì môi môi sexy. Ờ. Mắc cười tôi, quá. Tôi phải là mũi sexy rồi. Mũi bự lên. Có em môi anh này là môi sexy. Dạ. Bạn bảo. Tôi không biết môi nha. Môi bạn này là môi sexy. Môi bể bể ra đó. Tôi không biết cô sexy nào nhưng mà đại khái để hồi tự người ta đánh giá thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi họ góp ý thế nào. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái ruột với anh rể ạ. Em tên là Trần Thị Liên, em là chị gái của bé Thảo ạ. Em thấy sao hai người sao nè? Dạ trước tiên thì em thấy cũng có một ít điểm chung là anh này trầm tính thì bù lại em gái của em nó nóng tính. Anh này với em gái của em thì nói chung là thích thể thao. Nói chung là ngoại hình thì em coi cũng được. Cũng được ha. Dạ. Rồi cảm ơn thằng gái. Rồi thằng trai đi với ai? Dạ em đi với hai chị với người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ em tên là Tuấn, là bạn của An. Dạ em thấy chị gái bên đây rất là dễ thương. Đẹp ha. Đẹp dạ, rất quá là đẹp. Trời. Mà tính tình cũng vui vẻ nữa. Em thấy hai người cũng có vẻ hợp tính cách với nhau. Em cũng mong là hai người cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, thôi mở rào đi. Mở rào đi. Cặp này họ tự quyết định đi okay, ha. Ok, ok, vậy mở đi. Mở rào. Dạ, cảm ơn cô. À, chào anh. Đến với chương trình hôm nay thì em có món quà tặng cho anh. Anh có đón được trong đây là gì không? Cho anh sờ thử. Cái này là gạo. Oh, chính xác ta. Trời ơi. Chính xác ta. Trời ơi. Ủa sao lấy lại hả? Kỳ vậy? Không, để em nói em thuyết trình một xí về cái món quà mà em tặng đó cô. Thì trước tiên em đem tới cho anh một cái món quà vừa bổ thân mà vừa bổ tâm. Thì như anh biết gạo lứt nó có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe của mình. Thì hôm nay gặp nhau như một cái duyên á. Em cũng hy vọng là anh cũng luôn giữ gìn sức khỏe tốt để có thể là làm công việc nó ổn, nó ok. Dạ yeah. Cảm ơn em rất nhiều nha. Bên cạnh đó thì cái cuốn sách này là Lực Hấp Dẫn á. Thì anh có nghe nói tới cái này chưa? Cũng chưa, bây giờ mới thấy. Nhưng mà giờ em nghĩ là nhờ nó em mới gặp được anh. Nhờ nó em mới gặp được anh. Có nghĩa là mình tác ý một cái điều gì đó thì tự động vũ trụ sẽ mang người đó đến gặp mình. Thì em hy vọng là sau khi anh đọc cuốn sách này á, anh muốn một cái điều gì á, anh có thể tác ý để cho cuộc sống mình suôn sẻ và hạnh phúc hơn. Trời đất ơi, một bên tặng gạo, một bên tặng rau. Trời ơi, hai người này đó, thế. Rồi, đây thì món quà rau củ thôi. Dạ. Nhưng mà này nó có ý nghĩa. Thì ở đây là có cay, đắng, ngọt, bùi, nó có đủ hết. Dạ. Thì cũng hy vọng, này cũng như là thay lời không nói thì gửi tặng em. Dạ, dạ rồi, em dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi, ở đây có cái này thì... Wow, đeo luôn đi cưng, đeo luôn. Anh có thể đeo cho em được không? À, cảm ơn anh, món quà rất là dễ thương. Còn đây thì em có nữa, quà quá trời quà tặng anh MC Quyền Linh. Chà chàm. Cảm ơn em. Dạ. Rồi em tặng cho chị. Rồi chị cảm ơn nha. Chiếc vòng cầu hôn.
Chết rồi, nè, nói nghe nè, tôi Linh đeo vòng cặp đó, đi đeo đi. Đeo đi. Linh đeo đi. Có là đeo. Cảm nghĩ về anh như thế nào? À, thì anh nói anh có chơi thể thao á, à, anh có thể hít đất cho em xem được không? Tại vì cái này là test được. Được nha. Dạ. Oh, 10 cái thôi anh. Rồi, thôi được rồi, để còn sức mà nói chuyện. Rồi, 10 cái thôi anh. Rồi, xin cho bạn nam một tràng pháo tay ạ. À. Con bé này nó lanh lợi ghê á nha. À, vậy tính cách của anh khá chậm, nhưng mà anh thấy là tính cách của em khá sôi nổi á. Thì anh có cái quan ngại gì không anh? Không, tức là mỗi cái đều hòa hợp được. Tức là mặc dù là chậm, nhưng mà ví dụ như trong cái cuộc vui đó mình dẫn theo được cuộc nói chuyện, hoặc là mình đi chơi đâu đó thì vẫn hòa nhịp với người ta được. À, nhưng mà sâu thẳm trong lòng mình á, thì mình muốn cái mẫu người như thế nào để cho nó mít mát với mình? Tức là một cái người đó cũng trầm tính giống như mình, nhưng mà không phải là trầm tính gặp ai cũng trầm tính. Tức là khi mình tới một cái địa điểm nào đó, yeah, thì mình phải hòa nhập được với người ta. Yeah. Chứ không phải là mình trầm mà mình ngồi đó từ lừ là không được. Dạ. Yeah. À, nhưng mà vấn đề là em không kéo tay, em không có thể nấu ăn giỏi á, thì anh có thấy lo lắng mà về nấu cái vấn đề ăn đó? Yeah. Không, nó không có quan trọng. Tức là nếu một người phụ nữ á, nấu ngon hay dở á, điều đó không quan trọng nha. Yeah. Chỉ cần biết nấu là được, là còn nhau ngon hay dở không? Là lúc đó là để anh chị. Tại vì trước đây anh cũng có là nấu bếp á. Yeah. Nấu bếp rồi cũng vì là sát sanh á, nên không có làm nữa. Yeah. Hiện thời thì em ở Thủ Đức á, còn yeah, anh ở Vũng Tàu á. Theo anh thì một tháng mình gặp nhau có bao nhiêu lần thì nó phù hợp? Có nghĩa là ngày thứ bảy chủ nhật á. Yeah. Nếu mà rảnh á thì có thể là anh dưới chạy lên, còn hoặc là nếu mà ở dưới anh có công việc á thì em trên này chạy xuống. Yeah. Nói chung nam nữ thì phải cư xử cho bình đẳng. Yeah. Chứ không phải mình bắt người nam chạy từ dưới lên, ngày nào cũng bắt hay là tuần nào cũng vậy. Mình bây giờ người ta nói nam nữ bình đẳng đúng không? Yeah. Thì mình lên được thì người nữ cũng phải xuống được, đúng chưa? Yeah. Mình bàn tới cái chuyện nếu như mình hiểu nhau, mình bấm nút, mình hẹn hò thì khoảng bao lâu mình đến với nhau được, kinh tế như thế nào, rồi con cái ra sao, mình bàn thử xuống luôn đi. Có nghĩa là chỉ cần hai đứa hợp thôi, lúc nào bạn nam kia muốn thì em vẫn có thể đáp ứng. Trong em thì khoảng từ 1 năm cho tới 3 năm. Tại vì riêng em bản thân nam thì dễ lắm, nhưng mà phụ nữ người ta lỡ dở thì thiệt thòi cho người ta. À, đúng rồi. Nên bởi vậy là em muốn cái người đến với em phải tìm hiểu em kỹ. Tức là phải tìm hiểu kỹ ra hẳn đến với em, chứ không có cần phải giỏi. Bây giờ em cảm nhận cuộc nói chuyện này như thế nào? Em cảm nhận người đối diện đi. Em thấy là nó hơi có sự không connect với nhau lắm. Như tính cách em sôi nổi thì em cần cái người nào đó open hơn. Còn anh nam bên đây thì ảnh hơi thực tế. Còn em trai, em thấy người đối diện em thế nào? Thì nói chung là có hơi lanh lợi, hoạt bát. Em gặp nhiều người như vậy thì em đỡ phải chỉ, thì nó đỡ mệt cho em hơn thôi. À, thì em cũng muốn gặp người như vậy. À, anh có món quà gì, tiết mục chân nghệ gì tặng cho em không? À, bây giờ thì em hát nói bằng lòng đi em về với quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây chanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre mùa mưa dẫu khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người dân chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba để em đó. Chị hỏi em nè, cái này có phải là thay lời muốn nói của em không, hay là em thích cái bài này là em hát? Giờ nói thiệt trong lòng mình nè. Em hát cũng giống như chị nói, là em muốn nói như vậy á. Bạn dùng cái bài hát đó để bạn nói cho em hiểu rồi. Dùng cái bài hát của em để cho bạn nam tiếp tục suy nghĩ hiểu là có chọn em hay không. Dạ, em xin phép cái bài mắc cười ha trường quay. Dạ, em bắt đầu ha. Đôi chân đi tìm một lời yêu thương khi trái tim thổn thức. Dáng anh hôm nào chợt đi ngang qua mắt tươi xinh cười. Ta tìm anh trên con phố ấy, ta đợi anh góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin anh hãy quay về đây. Hỡi đôi mắt cười, chỉ một lần thôi khiến cho ai nhung nhớ. Nắng không trang hòa, vì thiếu sáng anh nên nắng vội đi qua. Hỡi anh đâu rồi, hãy quay về đây gặp em một lần nhé. Tiếng yêu ban đầu, hứa sẽ mãi mãi có anh bên đời. Thôi thế này, vậy cho nó vui. Như thế này nè,
Anh thấy cô gái này năng động, tự tin, rất là thoải mái. Nhưng em đôi khi che giấu cảm xúc, đôi khi muốn nói cũng không nói. Mình vô thẳng đề luôn. Em có một chút gì rung động với cô gái kia chưa? Cũng có. Cũng có. Dạ. Thì thật... Như người ta đó là ta nói dạ có. Nhưng mà bạn này là bạn e dè, thế bạn phải xài cái chữ tức là hồi trước giờ khi mà em nói chuyện với phụ nữ, em chưa bao giờ có một cái tình ý là để tỏ tình. Tức là tình cảm của em tức là đến từ giai đoạn bạn trước, rồi sau đó mới phát sinh tình cảm. Chứ nó không thể là bây giờ mà nói để mà tỏ tình thì trước giờ em chưa làm điều đó. Đó là em nói thật sự. Thật sự. Chắc có lẽ em chưa gặp đối tượng của em rồi. Tại vì thật sự ra không phải là em ít nói, nhưng mà em nói cái gì cần nói em mới nói. Chứ không phải là mình nói luyên thuyên rồi lỡ nhưng mình nói ra là hư việc hết. Em không hiểu luôn. Thôi bây giờ mình kết thúc đi ha. Dạ. Chúng ta quyết định bằng nút bấm. Nếu cảm giác đây, đây nè, là người để chúng ta tìm hiểu, chúng ta bấm nút. Nếu mình cảm giác đây không phải là người để mình tìm hiểu, mình không cần bấm. Không phải ai đến đây chúng tôi cũng suối là phải bấm đâu. Bấm với sự rung động, bấm với trách nhiệm, bấm với những gì nó hợp với nhau. Nào, suy nghĩ thật kỹ, nhìn về phía trước. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1, 2, 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Yeah. Chúng tôi đã nhìn thấy ngay từ đầu. Bởi vì á, là những cái cảm xúc ban đầu nó rất là quan trọng. Nếu gặp nhau nó có một chút gì đó mà nó thuộc về nhau, chúng ta cũng thấy được. Có một chút gì đó nó xa rời. Ngay từ đầu tôi đã nói là hai bạn là hai đường thẳng song song. Thì chúng ta cũng muốn kết thúc ngay cái cuộc nói chuyện này ha. Mỗi người một tính cách. Và anh nghĩ rằng là hai em nên cần làm bạn với nhau để chia sẻ với nhau, để hiểu nhau nhiều hơn, biết đâu chúng ta sẽ là người bạn rất thân với nhau, đúng không? Nói chung là để tìm cho em một cái đối tượng mà em thích đó, là tìm rất lâu rồi, thích thể thao rồi yoga rồi tùm lum, để tìm rất lâu. Chúng tôi đã cố gắng kết nối hồ sơ gần như 60-70% hợp nhau rồi, nhưng vẫn còn 30% các bạn không hợp nhau. Đó là số mệnh. Rồi em cảm ơn chúc các bạn mỗi người sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Gạo ai nấy nấu, rau ai nấy xào. Dạ rồi em cảm ơn chương trình ạ. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy lọc mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Robot là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất thiết bị điện, điện tử tại Việt Nam, luôn đảm bảo tiêu chí an toàn điện. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi chúc các bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, một nửa mảnh ghép của mình. Yeah. Và hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn nha. Yeah, rồi, chúc may mắn thành công. Yeah, cảm ơn các bạn. Yeah, cảm ơn trai về chiếc vòng nha. Dạ yeah, dạ. Yeah. Cảm ơn em luôn nghe cưng. Em trải qua được 2 mối tình. Mối tình đầu là mối tình đời lúc còn đi học. Mối tình thứ hai tức là mẹ của con em bây giờ đó. Mình ly hôn cách đây cũng gần 6 năm. Quan niệm của em là khi yêu thì em sẽ chấp nhận được mọi thứ rồi. Giữa dòng đời tấp nập, tôi chợt nhận ra rằng mình đang bị lạc lõng một mình. Giá như có ai đó hiểu cuộc sống của tôi, để biết rằng nó chưa bao giờ ổn, luôn luôn cần một ai đó ở bên. Có cái này nè, tôi để ý bữa nào tôi mặc áo sọc là nó sọc dưa luôn. Bữa Linh mặc áo sọc, cô Vân mặc áo dưa, màu dưa, thế là sọc dưa. Và bữa nay áo sọc, sọc xanh mà nó cũng giống dưa luôn rồi. Thôi, hôm nay một chút xíu buồn nhưng mà không sao.
cuộc sống chúng ta không bao giờ mong muốn được là được cả. Mong rằng các bạn đến đây tham gia chương trình sẽ có thêm nhiều người bạn trên sóng truyền hình nữa. Biết đâu ở ngoài kia một thế giới thiếu nửa mảnh ghép. Hãy đến với chúng tôi để bấm nút cho những người chưa bấm nút trên sân khấu quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp ngay cặp đôi thứ nhì để xem họ có bấm nút hay không. Mời nhà trai. Được rồi, thấy đẹp trai à ngon. Dạ chào anh. Mời nhà gái. Bắt tay cái coi. Mời nhà gái. Đây đây cưng. Rồi bây giờ mời bạn trai giới thiệu lớn lên cho bên kia nghe luôn nha. Xin chào Quỳnh Linh và chị Hồng Vân cùng bạn nữ bên kia. Chào em. Em tên là Đoàn Phi Hải, năm nay em 33 tuổi. Hiện tại là em nhân viên văn phòng. Làm ở đâu Hải? Công việc của công ty em ở Nhà Bè. Dạ em sinh ra và lớn lên ở Thủ Đức. Rồi còn em? Em tên là Phạm Thị Kiều Anh, năm nay em 35 tuổi. Hiện đang làm nhân viên kế toán ở một công ty chuyên về cung cấp phân phối xi măng á. Sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quận em làm, em làm ở Thủ Đức ạ. Dạ. Đúng quê bạn trai luôn ha. Gái lớn 2, trai lớn 1. Nhất được. Gái hơn 2, gì trai hơn 1. Bạn gái, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng, sống rất chân thật. Điểm yếu của em là có lẽ là sợ sâu. Sợ con sâu thì sợ con gì nữa không? Mau quên hả? Dạ, mau đúng quên. Rồi. Em có sợ con gì không? Em thì tính cách của em thì cũng rất là vui vẻ, hòa đồng, hài hước lắm. Nhưng mà lên đây nãy giờ không dám hài. Thoải mái đi. Rồi. Điểm yếu là sợ rắn, các loài sợ con rắn. Dạ. Bên kia sợ con sâu. Nói chung là các loài động vật bò sát và khung chân thì nhìn sợ lắm. Thêm một cái điểm nữa thì là trí nhớ cũng hơi tốt, nhưng mà thường thì em chỉ quên những cái gì mà em không nhớ thôi. Còn có hút thuốc hay nhậu nhẹt gì không cưng? Dạ có, vậy em có hút thuốc cũng biết uống bia tại công việc mình cũng phải. Dạ, có lầy không? Dạ không chị, dạ không chị. Bên đàn gái đường tình duyên sao rồi? Lúc trước thì em có hai mối tình. Mối tình đầu thì là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em cũng quen được gần 2 năm. Anh đó là ở gần nhà, mai mối cho nhau. Và cái bữa đó thì tụi em cũng đi uống cà phê. Thế là em cũng thấy ảnh được được rồi em cũng quen. Xong rồi thời gian quen nhau á, thì mới đầu thì em tin tưởng ảnh lắm. Thời gian sau đó, em mới thấy ảnh ngày càng thay đổi. Em không có hỏi nhưng mà kiểu như vô tình thôi. Mình thấy một cái tin nhắn nói là cái người con gái đó đang có thai. Thì anh đó hỏi là như thế nào. Cái xong rồi người con gái đó có thai rồi thì em chấp nhận chia tay để cho ảnh đến với người đó. Dạ. Tức là em là người chấp nhận rút lui trong cái mối tình tay ba này đúng không? Dạ đúng rồi. Là... rồi sau đó là bao nhiêu năm rồi? Chia tay được 4-5 năm rồi chị. Tức là có vẫn vơ người nào chưa? Thì em cũng có quen một anh, nhưng mà anh đó là người nước ngoài, ảnh là người Ấn Độ. Nói chung là em với anh đó thì do cái phần địa lý với lại cái ngôn ngữ không có thể đến được với nhau, cho nên hai đứa chia tay. Em trai, mấy mối tình rồi? Chia sẻ thật là em trải qua được hai mối tình. Mối tình đầu là mối tình đời lúc còn đi học. Mối tình thứ hai tức là mẹ của con em bây giờ đó. Em ly hôn cách đây cũng gần 6 năm. Con em đây học lớp 3, hiện tại là đang thi lên lớp 4. Ủa vậy là nó ở với hả? Em hả? Dạ đúng rồi ạ, dạ em gà chồng nuôi con. Trai hay gái? Dạ anh trai ạ. Bạn gái có ngại ngùng khi bạn trai đã có gia đình rồi chưa? Dạ không ạ, tại vì quan niệm của em là khi yêu thì em sẽ chấp nhận được mọi thứ rồi. Rồi vậy tốt rồi. Em nghĩ cái người bạn của em tiếp theo đây thì sẽ phải như thế nào? Em cần một người đàn ông là thật thà, tôn trọng nhau rồi. Anh Linh muốn chào hỏi gì gái. Kìa? Chào anh. Đàn trai đẹp trai cũng có trải qua lần đò rồi. Nhưng mà ảnh cũng sâu sắc lắm. Nãy giờ nói chuyện em biết rồi đó. Em không thích gì ở người đàn ông? Em không thích cái tính không sạch sẽ. Anh này sạch sẽ lắm. Lúc nào cũng mặc quần trắng, áo trắng. Không quần đen chứ quên. Rất là sinh viên. Em có giấy tờ ly dị chưa? Dạ có, em có chuẩn bị để đưa anh coi coi. Chị Hồng Vân ơi, gửi giúp giùm em. Đây có mộc đỏ đàng hoàng nha. Giấy tình trạng, xác nhận tình trạng ly hôn. Phiếu lý lịch, trời đất ơi, xác minh không có tiền án tiền sự luôn. Mà ông kỹ ghê luôn á. Thực ra khi mà giấy người ta thứ ba là không có thiếu nợ luôn nè. Người ta đã lên chương trình này, người ta phải tin ta tưởng phải kỹ, vào đàn chương trai trình. Ta chuẩn bị kỹ lắm. Để cho thấy đàn gái thấy là đàn trai rất là chân tình đó. Chân tình. Nghiêm đó. Túc. Ba cái giấy nha, nhớ giao cho đàn gái giữ luôn đó. Tôi không có cần em cái này. Em còn cái giấy gửi ngân hàng, tôi gửi luôn cho anh luôn đi. Đó, cái đó thì tôi giữ. Chút đường vậy đó. Dạ em mong muốn cái người bạn gái em phải làm sao? Thì em chỉ mong muốn kiếm được một cái bạn nữ nghiêm túc,
hiểu và chia sẻ với em. Em nuôi con một mình từ lúc con mấy tuổi? Dạ hơn 3 tuổi chút rồi. Tại sao lại ở với em mà không ở với mẹ? Dạ, tại lúc ra tòa thì em giành quyền nuôi con. Nếu mà tỷ dụ bây giờ em có vợ mới á, thì cháu nó có sốc không? Em có sợ con nó sốc không? À, thật ra thì không đâu chị, tại vì em lúc em đi đăng ký chương trình này tham gia đó thì cháu nó ở nhà cứ mở tivi cứ cành coi riết à, hỏi chừng nào tới ba rồi con chưa thấy ba lên tivi dậy này kia nọ. À vậy đó hả? Ảnh nói thực ra là chỉ cần thương con của ảnh thôi. Đứa nào em thì thích con nít, ở nhà thì những mấy đứa cháu của những người chị và người anh của em thì hầu như là em nuôi không à, chịu vấn đề đó thì chắc không vấn đề. Bây giờ em có muốn cái người bạn trai của mình phải đẹp trai giống ai không? Em ấy thì thích cái mẫu hình giống là anh Quỳnh Linh á. Cái tính ảnh thì giản dị, rồi nói chuyện thì khiêm tốn, suy nghĩ chín chắn. Có chín chắn không vậy? Dạ, lâu lâu nó khét luôn. Tao lo cũng khùng chút xíu. Chị nghĩ là bạn bên đây á, là cũng có được khoảng 80% giống như anh Quỳnh Linh rồi đó. Ừ, nên em đi với ai? Sếp của em với lại đồng nghiệp và bạn thân của em ạ. Dạ em kính xin chào ban biên tập chương trình cùng chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý khán giả. Em tên Hồng, đó là sếp của anh. Em có đôi lời nhắn với anh, thì đối với anh này á thì thật sự chị thấy về ngoại hình đó thì cũng như theo cái nhu cầu của em là anh Quyền Linh thôi. Linh. Dạ không có nhiều về nhan sắc rồi về tính tình, về sự hiền diệu và cái nụ cười nữa. 10 điểm và cái điểm yếu của anh thì có thể anh hay tin người, sống hay cảm xúc một xíu. Thì sau này mà lỡ em với anh có bấm nút á, thì có gì nhờ em bên cạnh và chia sẻ động viên anh nhiều hơn. Em xin hết. Hay quá. Em đi với ai ạ? À? Dạ em đi với người anh họ của em ạ. À. Dạ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân đó, anh Quyền Linh. Em là anh của Đoàn Hải. Anh thấy bên đây cũng được. Nhưng mà vấn đề của Hải lỡ một đời rồi đó. Dạ. Nó có đứa con rồi, em có chịu chấp nhận không? Dạ, không sao anh. Dạ, anh cảm ơn em. Thôi hai em cũng cố gắng cho nhau cơ hội đi để tiến tới xa hơn ha. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn chương trình. Nhà trai, nhà gái gì cũng rất là chân tình đó. Thôi bây giờ mở rào đi. Hãy nói chuyện với nhau thoải mái để cảm nhận nha, để hiểu nhau. Quay tới anh. Bắt đầu đi em. Em chào anh. Chào em. Thì từ nãy giờ giao lưu nói chuyện nhưng mà chưa gặp mặt thì tặng quà đi kìa. Dạ em vừa định nói luôn rồi. Chị nhắc, cảm ơn chị. Đứng lên tặng quà đâu. Cho anh gửi em cái món quà nhỏ rồi quà gặp mặt. Dạ, mở ra đi con. Em có thể mở được liền. Được. Một cái bộ đồ thôi. Có kèm theo một cái lá thư. Đọc luôn nếu đó mà... chứ. Thôi để nhờ em đọc chứ. Rung quá. Dạ. Em đọc đi, chương trình không có gì giấu giếm á. Cái ấn tượng đầu tiên á, ví dụ như cái màu sắc cũng nói lên tính cách của em hiểu không? Đó đây nè, rất là dễ thương nè, đó. Tôi nghĩ là vừa đó Linh. Trời ơi, sexy vậy luôn á hả? Kính rồi mà. Ở dưới ngắn vậy luôn hả? Có quần sọt mà chị. Tức là em nói chung là bạn này á, thông qua vậy là thấy bạn cũng thoáng á nha, chứ bạn không có khó khăn gì nhiều không đâu he. Dạ. Yên tâm he. Ủa cái đó cái áo hay cái quần vậy? Áo quần sọt này, cái đầm mà đầm sọt á Linh. Đó. Rồi đọc đi, đọc cái thơ đi. Đọc cái giữa dòng đời tấp nập, tôi chợt nhận ra rằng mình đang bị lạc lõng một mình. Giá như có ai đó hiểu cuộc sống của tôi, để biết rằng nó chưa bao giờ ổn, luôn luôn cần một ai đó ở bên, nắm lấy tay mỗi khi tôi gục ngã, cùng chia sẻ, tiếp cho tôi nghị lực, một cái ôm giúp tôi vững bước và biết rằng mình vẫn được yêu thương. Hy vọng hôm nay tôi sẽ tìm được người đó. Em có thể ôm anh được không ạ? Trời ơi, ôi trời ơi, đây là tặng quà nè, tặng. Đây là món quà em tự tay làm tặng anh. Em có thể ôm anh cái thấy tự nhiên nó ấm áp làm sao á. Quay qua đây nè cưng, quay qua đây nè. Quay qua đây là anh ôm đó. Đó. Rồi.
rung rung luôn, thành ra là rối và không biết gì nữa. Rồi thôi hai đứa tự nói chuyện, tự cảm nhận đi. Cái khoảng thời gian làm việc của anh thì như thế nào anh hả? Hiện tại công việc của anh thì 50% là ở văn phòng, 50% thời gian còn lại là ở thị trường. Cái công việc của anh là điều phối chuyển phát, thì cũng làm giờ hành chánh thôi, nhưng mà có cái thì anh hiện đi rất là xa, ở Thủ Đức xuống Nhà Bè thì xong rồi chiều về thì lại kẹt xe thì nó hơi lâu, về hơi trễ. Thì nếu mà được, nếu mà mình có đến với nhau được thì cũng mong em đừng có nghĩ là anh đi chơi về trễ. Khoảng thời gian anh chăm sóc con á thì em cảm thấy nó có khó khăn không? Lòng thì nó cũng có một cái gì đó cũng khó, nhưng mà cũng nhờ mẹ, bà nội của cháu á. Quan niệm trong tình yêu của anh thì như thế nào anh? Quan điểm của anh thì chỉ là yêu là để cưới, chứ không phải là yêu để đó. Còn khi nào cưới thì phải tùy vào đối phương nữa. Dạ. Anh có điều gì hỏi em không? Không em. Đợi không. Dạ. Giờ hết biết hỏi gì chứ. Rồi em tính sao? Tính là về ở chung nhà em hay là hai đứa mướn nhà hay như nào? Em phải nói chứ. Hỏi đi. Hiện tại thì sau khi ly hôn thì anh đã bán nhà ở Thủ Đức. Anh hiện giờ nhà anh là ở Phú Giáo, Bình Dương, rất là xa. Nếu mà thì thỉnh thoảng thì khoảng trung bình khoảng ngày nghỉ, những ngày anh không đi làm á, ngày nghỉ anh sẽ về thăm con. Thì không biết cái khoảng cách địa lý Bình Dương gì với Thủ Đức thì nó rất là gần, nhưng mà khoảng cách địa lý giữa nhà anh với lại Linh Chiểu thì nó hơi xa. Thì không biết là em có một cái suy nghĩ gì hay là trở ngại gì hay không? Dạ không, thì ở Bình Dương thì nó cũng không xa lắm, chỉ cần là nơi đó có tình yêu, nơi đó là bình yên thì được. Ok em, cảm ơn em. Rụng tim chết. Nghe là rụng nụ luôn. Bây giờ em chốt lại một câu là trong lòng em thấy thế nào với cô gái? Dạ rất là nhìn cổ nè, hợp với những cái suy nghĩ của em. Để tay vào nút bấm đó các bạn. Đây vòng qua đây bé. Hỏi lại con tim của mình xem vấn đề có thật sự cảm giác một nửa yêu thương của mình thì chúng ta bấm nút nào. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Wow! Hay quá, hay quá. Trời ơi, cảm ơn em. Ở đây thật sự mà nói cô gái cũng rất là dễ thương, sẵn sàng như nói đồng cảm, chia sẻ, cảm nhận. Chàng trai rất là thật tình ha. Trước mặt chúng ta sẽ là gia đình của cô gái và tất cả mọi người, em nói điều gì đi? Dạ thì em cũng không phải là cái tiếp người gọi là ngôn tình cho nhiều, thì em cũng xin phép nói một cái câu chân tình. Anh có thể mất việc, anh đi phù hộ, nhưng anh sẽ không phụ em. Ôi ôi, trời ơi, trời ơi. Nói câu nè, nói câu cảm xúc của lúc khi nghe câu đó làm sao nè? Hy vọng là cái điều đó anh luôn giữ lời hứa. Không nụ hôn đầu tiên đi. Cho anh xin phép. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm đẹp đó, hãy giữ tất cả những gì mình đã nói ra và cố gắng nỗ lực nha. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng
dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đây giữ lấy hoa sen tinh khiết như tinh khiết của hai đứa. Để em cầm cho. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, mau báo tin nhau. Vui nha, mau báo tin vui nha. Chúc xuống nắm sao anh chứ giờ không nắm được rồi. Cho dù có bao nhiêu đi nữa cũng tìm cách phải nắm tay nhau. Ông này ông hay làm khó người ta dữ lắm. Đó, phải có cách đó. Chứ. Rồi em nắm đi. Đừng vì vật chất rồi. Mà buông tay ra. Không, em nắm tay nè. Cỡ nào cũng được mà. Cỡ nào cũng phải nắm hết đó. Thưa quý vị, bạn mới hò, mỗi câu chuyện có màu sắc khác nhau, mỗi câu chuyện có những cảm xúc khác nhau. Và chúng tôi không thể kềm nổi những cảm xúc đó, tôi muốn nói thật nhiều. Nhưng thời gian có hạn, tạm gác lại chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Và chúng ta nhớ khung giờ quen thuộc của chương trình đó, 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh, để gặp gỡ những cặp đôi, để chia sẻ, để kết nối, để hạnh phúc được lan tỏa. Chương trình cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép đã tài trợ chính chương trình này. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Quen được một người 7 năm, chưa một lần nào gặp nhau. Ủa đâu? Tới bây giờ em cũng không biết cô ở đâu. Trời đất ơi. Sở thích anh thích nhất là kiếm tiền. Anh thích kiếm tiền và anh thích sai những đồng tiền anh kiếm ra. Ví dụ như nếu mà hai người quen nhau thì một tuần em gặp anh mấy lần. Còn lại là ngày thường là em bận hết. Gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh.